xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc như một người dưng ở trên TikTok đang hot nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ feel đẩy tay ra như thế này và mình đánh tay lên ngực. Bùm, em dằn. Sau đó tay bên trái của mình sẽ dằn. Bùm, bùm. Và hốt hai tay qua, chỉ tay tùm tùm. Sau đó mình sẽ đánh chéo hai tay. Một, hai và một tay. Ba, cuộn cổ tay lên. Bốn, và mình hạ xuống như thế này. Năm, sáu, bảy, tám. Sau đó mọi người kéo tay lên, dằn, cuộn lên, and đặt, đặt. Tiếp theo đó là mọi người sẽ dừng và kéo, rồi đặt tay, chỉ, and chỉ, trái, tim. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 5, 6, 7, đi, đẩy tay ra, and trùng, chắc, trùng trùng. Hốt, bùm bùm, 1, 2, chéo, 3, lên, 4, đặt, 5, 6, 7, lên em cuộn, hít, hít. 5, 6, 7, 8. Sau đó, động tác cuối cùng là mọi người đặt tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ đặt từng tay, sau đó mình sẽ hốt lên như thế này. Ok. Rồi, sau đó mình lại tiếp tục chỉ hai tay một lần nữa và cuộn cổ tay lên bằng hai tay luôn. Hoặc cuộn lên, cuộn xuống, chéo qua, chéo lại. Lên, xuống, chéo qua, chéo lại. Ok, và phần sau mọi người có thể feel tự do theo ý của mình thích. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Ok. Chéo tay lên trên, hạ 6, 7, 8. Lên xuống chéo qua. Ok, và thế là đã xong. Nếu mà bạn nào chưa làm được cái phần hông á thì Vin sẽ để video ở đây nha. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Như một người dưng rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video hướng dẫn nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.